Chào chị Vân Anh, hôm nay là chị đến tái khám lại cái tình trạng tiền mãn kinh của mình đúng không ạ? Đúng rồi, chào bác sĩ. Sau 2 tháng điều trị thì chị thấy dùng thuốc rất là ổn, tức là có chiều hướng rất là tốt ấy. Là hôm nay chị muốn đến đây để tái khám để bác sĩ kiểm tra lại cho chị và để chị lấy tiếp liệu trình thuốc để dùng. Thực ra thì bất kể chị em phụ nữ nào mà khi bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh, tức là bắt đầu bước vào độ tuổi sau 40, thì ai cũng sẽ gặp một số vấn đề về tâm sinh lý. Nhưng tuy nhiên nếu mà mình trải qua nó một cách nhẹ nhàng thì nó cũng không sao cả. Nhưng còn với ví dụ như là ảnh hưởng đến sức khỏe này, ảnh hưởng đến cái tình trạng của mình mà nó gây ra cái ảnh hưởng đến gia đình ấy, thì bắt buộc mình sẽ phải điều trị ấy. Thì chị có thể chia sẻ cho bác sĩ là trước một số triệu chứng của chị trước khi điều trị tại nhà thuốc không? Cách đây khoảng hơn 1 năm ấy, thì chị thấy người mình nó thay đổi rất là nhiều. Tức là cứ hay bị đổ mồ hôi trộm này. Xong ban đêm thì ngủ rất là khó ngủ. Tức là mắt nó cứ căng ra ấy, mà mình cứ cố ngủ mà nhiều hôm chỉ ngủ được 2-3 tiếng thôi. Xong ngoài ra thì kiểu cái người mình nó cứ kiểu bốc hỏa ấy. Xong thành ra tính lét nó cũng kiểu như là cái theo cái chiều hướng nó tiêu cực ấy. Nhiều khi cứ cáu gắt rồi là vô cớ với cả mọi người trong nhà, xong đâm ra cái không khí gia đình nó cũng không được vui vẻ lắm. Nhiều khi chồng chị cứ bảo làm sao cứ kiểu như tính cứ cau gắt rồi nhiều khi quát tháo ông ấy, thành ông ấy cũng kiểu như bực mình, cứ hai hai vợ chồng lại quọc nhau kiểu như thế. Về cái chuyện kiểu vợ chồng ấy thì nó cũng không được như ý. Nhiều khi là mình thấy là kiểu mình cũng cố gắng để cho kiểu thấy có lỗi với chồng ấy, thế nhưng mà cố gắng nhưng mà vẫn không được như kiểu cái ý mình muốn ấy. Thành ra mà cũng lo lắng đấy, vì là mình thì nghĩ là còn có vài năm nữa thôi là cái hết cái tuổi xuân rồi, mà ông ấy thì vẫn còn rất là phong độ như kiểu đang hồi xuân ấy, nên là cũng rất là lo nhiều. Thực ra vậy thì sau khi mà 2 tháng điều trị rồi thì chị thấy mình đã cải thiện được những tình trạng gì rồi? Sau 2 tháng ấy thì chị thấy cũng thay đổi rất là rõ rệt. Những cái kiểu cái cơn bốc hỏa thì nó giảm đi hẳn, mình không thấy nữa. Với cả cái ngủ thì chị ngủ ngon hơn. Và ngoài ra là cái da dẻ của mình ấy, thì thấy sáng mà đẹp hơn rất là nhiều. Cái tình trạng rụng tóc thì mình trước là chị hay rụng tóc nhiều ấy, thì bây giờ cũng không rụng tóc nữa. Nói chung là mình thấy ổn hơn rất nhiều, kể cả những cái chuyện vợ chồng ấy thì nó cũng thấy nó cũng thay đổi được rất là nhiều, không khô hạn rồi, là kể cả kinh nguyệt lúc trước là cũng cứ xáo trộn lung tung ấy, thì bây giờ là cũng đều. Ngoài ra thì cái khi mà được bạn chị mà mách đến ấy, với cả cơ sở của bên mình ấy, biết đến cái bài thuốc hồi xuân của Đỗ Minh Đường này, thì là bạn chị cũng khen là ở đây là thuốc điều trị rất là tốt rồi. Nhưng mà chị cũng tìm hiểu thêm ấy, lên mạng tìm hiểu thêm thì thấy nhà thuốc của mình cũng có truyền thống đến 155 nay rồi, và được rất nhiều người nổi tiếng đến điều trị cũng như là báo chí truyền hình đưa tin ấy, nên là chị cũng rất là tin tưởng. Sau khi sử dụng mà mình lại thấy mình có rất là nhiều cải thiện như thế là cũng rất là vui. Đi ra ngoài thì kể cả bạn bè hay người nhà cũng khen là sao đợt này da dẻ đẹp thế. Cứ như là đi spa thẩm mỹ ở đâu ấy, thì chị cũng chia sẻ là mình đã sử dụng bài thuốc của hồi xuân của Đỗ Minh Đường này, thì mọi người thì thấy thế cũng bảo là sẽ đang có những cái triệu chứng như mình ấy, thì cũng sẽ theo để sử dụng thử, mà ai cũng khen. Thực ra là sau khi mà chị điều trị 2 tháng xong như vậy, với cái tình trạng của chị như thế là đã cải thiện rất là nhiều rồi. Tuy nhiên nếu mà với cái tình trạng này thì em tin tưởng chị cố gắng dùng thêm cho em 1 đến 2 tháng nữa đi, cho nó ổn định hoàn toàn cho mình đi. Khi mà đến lúc để khi mà mình bước sang giai đoạn mãn kinh thì mình sẽ không gặp khó khăn nữa. Đấy là một cái. Thứ hai, bên cạnh đó thì chị kết hợp cho em chế độ ăn sinh hoạt, ăn nhiều rau xanh củ quả lên. Đấy, uống nhiều nước lên, ngày uống cho em từ 2 lít rưỡi đến 3 lít nước đó. Và thường xuyên tập thể dục cho em. Với độ tuổi này mình sẽ có những cái bài tập yoga tại nhà, hoặc là mình có thể đi bộ để cho nó tăng cường. Thứ nhất là cái khí huyết đến các cái gân cơ của mình nó cũng sẽ tốt hơn, nó cũng cải thiện cho mình cái tình trạng vi tuần hoàn, thì chị cũng sẽ thấy da dẻ mình sẽ đẹp hơn, mà cái sẽ trải qua cái giai đoạn tiền mãn kinh nó êm dịu hơn. Đấy, thế thì sau 2 tháng điều trị tại nhà thuốc ấy thì chị sử dụng thuốc có khó khăn gì không? Dùng thuốc của bên mình ấy thì được bào chế sẵn rồi, đâm ra rất là tiện. Chị đi làm đi đâu chị cũng mang theo ấy, thì uống không có vấn đề gì khó khăn cả. Bây giờ được bác sĩ tư vấn là lên tập thể dục ấy, thì chị có đăng ký thêm một cái khóa tập yoga.
thì cũng vừa là tốt cho xương khớp của mình dẻo dai hơn, và chị ăn uống với cả ngủ cũng thấy ngon giấc hơn ấy. Thì ngoài ra thì chị cũng đi, trước đây chị đi khám rất là nhiều nơi rồi nhưng cũng không thấy kiểu có cái tác dụng gì ấy. Đâm ra là đến khi mà đến với cả nhà thuốc bên mình ấy, thì đúng là chị thấy chị đặt lòng tin không sai một chút nào cả. Là đến đây thấy đội ngũ y bác sĩ ở đây thì trẻ mà lại tức là năng lực rất là tốt mà nhiệt tình thăm khám ấy. Đâm ra khiến cho chị tin tưởng với thuốc đông y rất là nhiều, chứ trước đây nhiều khi chị không dùng đông y đâu, hay dùng tây y mà. Thì bây giờ thấy là đúng là thuốc đông y của bên mình rất là tốt. Gần đây chị có giới thiệu với rất nhiều bạn bè, cái tầm tuổi chị bây giờ cũng đang bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh ấy. Thì mọi người cũng phản hồi là cũng dùng rất là tốt như chị. Rất là cảm ơn bác sĩ. Rất là cảm ơn chị đã tin tưởng và sử dụng của thuốc bên nhà thuốc. Thì trong quá trình sử dụng mà có gì khó khăn thì chị có thể gọi hoặc cũng có thể liên hệ với bác sĩ để bác sĩ tư vấn thêm cho chị nhé. Cảm ơn.